cây rồi là một cái một rồi gãy đó, thấy ghê không? Chào cả nhà đang xem màn ảnh nhỏ của kênh Văn Trần TV. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Thì hiện tại thì cả nhà biết đây là cái đường để đi vô cái chỗ mà Nhân hãy xin lọc cho cả nhà đó, cái nơi mà cô gái dặn người yêu rồi quyên sinh đó. Thôi khoan để Nhân tháo cô trang ra ha cả nhà. Trời ơi, thì sau một cái đoạn đường thì Nhân cũng đã đến đây. Thì ở nhà buồn quá cả nhà, thì không có gì làm, nói chung thì cũng rảnh, cho nên là Nhân quyết định hôm nay quay cái clip này để cho cả nhà mình xem giải trí về những cái cuộc sống hàng ngày như ăn uống rồi săn bắt này kia rồi cả nhà. Thì Nhân lấy cái kênh Nhân Trần TV này sẽ dùng để cho cả nhà mình xem giải trí, ai thích xem săn bắt hay ăn uống gì đó thì cứ qua bên đây xem. Thì những cái kênh kia thì Nhân làm để mà xin lọc cho cả nhà ha. Đó, thì hôm nay Nhân chọn cái điểm là rất là lý tưởng đó, thấy không, trời đang mưa lâm dâm thì Nhân quay trở ra đây cả nhà để mà làm một cái món ăn. Nói chung thì sáng Nhân cũng rình ra chợ mua được mấy miếng sườn đó, thì Nhân thấy trời ơi gió dữ vậy, sắp tự bay cái máy luôn chứ cái gì, gió rất là lớn nha quý vị. Trời ơi, đó, gió lớn quá, dồi mưa luôn. Trời ơi, rồi sao? Chạy chạy, kiếm chỗ trốn cả nhà, trong đây chỗ đâu trốn? Vậy. Đây, thì đến thì Nhân có chuẩn bị cả nhà, thấy không? Nồi niêu, son chảo, rồi nước, rồi đó, thấy không? Thì hôm nay mình sinh tồn trong rừng ha, đây cô gái quyên sinh, đó, thì không biết giờ đi đâu giờ cả nhà, hả? Thì rình cũng lén được đi tới đây. Trời ơi, vừa bữa nay đi không coi ngày luôn, mưa cả nhà. Thì Nhân mới vừa lấy được cái áo mưa, Nhân mới làm được cái chòi cả nhà. Đây, một lát mình vô mình chưa trời mưa thì mình vô ha. Đây cả nhà. Đây. Đó. Đây là cái chòi chút điều lý tưởng của Nhân nha. À, trời ơi, có anh em nào nữa ở đây chắc ngon lành luôn. Ha, tâm sự rồi, loài chim biển rồi. Đó, không, tránh mưa. Đó, rồi một hồi mình dọn đồ qua đây rồi Nhân sẽ làm một cái món này ha, mình sinh tồn trong rừng. Đó. Bữa nay là chắc hết về luôn rồi. Trời ơi. Thì mưa cũng tạm thời cũng tạnh rồi cả nhà. Đó, ở dưới nước còn hơi nhiễu hột ha. Thì thôi kệ đi. Bây giờ Nhân kiếm chỗ Nhân dựng máy rồi bây giờ cả nhà hãy cùng theo dõi. Hôm nay Nhân vào đây, Nhân chế biến một cái món này. Nói chung thì chắc làm xong không dám ăn quá, mà thôi giờ cũng đói bụng rồi cả nhà. Dạ. Bây giờ Nhân đặt cái máy vị trí này, giờ thì mình dọn dẹp sạch sẽ cái vị trí này, một lát là mình ung lửa lên, gọi là nhúm lửa lên đó quý vị ha. Giờ mình chế biến món ăn đó. Gì ơi, bộ tình hình này căng thẳng lắm rồi nha. Ấy da. Trời ơi.
Trời mưa này hoa lá cây nước trơn rồi sao à, nhúm nhúm lửa rồi quý vị. Tình hình này căng dữ vậy. Đó, rồi thì bây giờ Nhân làm bốn cái trụ này ha. Để hồi mình nè. Ghê không? Để tôi múc cái một cái liền quý vị. Đó, mà mình để cái dĩ lên. Đó, mình nhúm mình nướng chứ không vậy. Trời ơi, sinh tồn trong rừng mà. Đó, để được, để kỳ vậy. Đó, vậy là mình nướng được quý vị. Đó. Ai ơi nó mệt. Giờ thì bây giờ Nhân bắt đầu nhúm lửa ha. Đó. Cái này được, đi đi. Đó. Để này qua đây đi. Bây giờ mình nhúm lửa thôi. Trời ơi, trời mưa hồi ướt nhẹp xong nhúm. Căng à nha. Giờ mình đi kiếm củi nha quý vị. Trong rừng thì gà củi thì khỏi nói. Trời ơi, lừ hết. Đốt sao cháy nguyên cái khu rừng một mâm luôn. Rồi mưa lớn luôn quý vị ơi. Tình hình căng thẳng này. Trời ơi. Đây. Nè, nội lực thâm hậu. Đó, thấy rồi không? Quý vị, đây. Ây da. Ây da, rồi gãy cái chân luôn. Trời ơi. Đó. Ghê quý vị. Nè. Đó, tôi có học khí công quý vị. Đập gạch, đập cây rồi là một cái một là gãy. Đó, thấy ghê không? Mình tạm thời mình để đó ha. Bây giờ Nhân xạ rút thịt ha quý vị. Múc thịt. Đây, phải đem cái chảo theo luôn. Vô rừng là phải đem đầy đủ. Thôi căng lắm mà. Trời ơi, cái này biết nào mới được ăn đây. Đó. Chảy dữ rồi nha. Đây quý vị, thịt này sáng tôi nhìn đi siêu thị mua nha. Đó, giờ mình để vô đây, hồi mình lên mình để lên mình nướng. Đó, thấy chưa, này sinh tồn nha. Đây, trước khi mình nướng thì ha, mình cho vô chút muối rồi, chút tiêu. Ủa là muối ớt chứ. Đó, mình cho vô miếng bột ngọt ha. Đường ngọt đây có sẵn. Đó. Rồi trời ơi, rồi mưa ướt giọt luôn, túp liều lý tưởng bị lủng lỗ rồi. Sao vậy, căng dữ lắm rồi, căng rồi quý vị ơi. Bầu ngon ha, ớt thì mình nè rồi luôn, không có cái gì đây quý vị. Cho chút tỏi vô nha quý vị, cho nó hấp dẫn chút. Đó. Rồi xong rồi quý vị. Giờ bắt đầu mình dùng, mình không có đũa cả nha. Ủa,
không có đũa thì mình lấy tay mình trộn, cho miếng dầu ăn vô nữa nha. Đó, cho mình trộn lên. Đó, thấy không, hấp dẫn không quý vị. Đây, đó không, dồi lửa cháy lan ra luôn, trời ơi, thấy mồ không? Quá. Rồi lửa cháy dữ rồi nha. Lửa cháy dữ rồi. Đây. Đó. Xong rồi quý vị, mình trộn lên. Rồi cái tay nóng thấy bà luôn nè. Đó, trộn lên ha, đều lên. Đó. Nếu mà trong khi chờ đợi mà cái này mà mình nướng không chín nổi đó. Đó, mình chuyển qua mình làm thêm hai trái bắp nó đem theo nữa. Trời ơi, đói bụng quá. Mà đợi cái này biết nào đây. Thôi gán đi chứ biết sao giờ, trời mưa ướt nhẹt đậu chân rồi. Người ta nói là muốn ăn thì mình phải lăn xả, lăn xả có nghĩa là mình xuống bếp đó cả nhà, xuống bếp mình làm. Hai cọng này tốn hết 200.000 quý vị, một cọng 100.000 mắc quá. Đó. Thì cái chỗ nhân sinh lập ở bên kia cả nhà, để em lát em quay cho cả nhà xem ha. Mình nướng đây. Giờ bây giờ mình đợi qua, để qua đây đi cho xíu cho nó thấm đi, rồi bắt đầu mình ra nướng ha. Đó. Trong khi chờ đợi ha quý vị, đợi chút xíu ha. Rồi bây giờ thì củi thì cũng có lửa than quý vị, giờ mình để cái dĩ lên ha. Bây giờ hay nhân chế không, nướng cái này chắc tới ngày chiều mới ăn luôn đó. Rửa cái này kỳ vậy. Đó. Thấy không quý vị? Giờ bây giờ thì mình chuẩn bị ha. Mình để thịt lên. Ây da, khó quá. Đó, thấy chưa? Đây, thành quả đây. Mình ướp nãy giờ chắc nó cũng thấm rồi đó quý vị. Rất là ngon nha. Chưa ăn không biết ngon không nữa. Không biết nào chín đây, trời ơi. Ngồi đem mấy miếng này về nhà chiên ăn cho nó chắc quá. Đó quý vị. Đó, thấy không? Hấp dẫn nha. Rồi, bỏ này qua bên đi. Xíu mình chỉnh nó nữa. À. Củi giờ trời mưa ướt hết rồi, không biết sao đây. Đây là lần đầu tiên nhân nhân làm cái món này nha. Thì quý vị có gì sai sót cũng thông cảm ha. À, cũng đơn giản lắm, mình mua thịt về mình chặt da xong rồi cái mình đổ miếng muối vô, mình đổ miếng bột ngọt, mình cho miếng tiêu, miếng đường, miếng hành, miếng tỏi. Rồi xong mình trộn lên, thảy xuống mình nướng, xong. Trời ơi, vậy thôi. Đó. Vậy rồi mình ăn thôi, mà không biết cái quá trình mà mình nướng nó không biết nó có chín hay không có gì. Là cái vấn đề đó là một chuyện nữa nha. Đó. Cái gì cũng phải qua cái quá trình. Cái tay bữa nãy lấy cái tay trộn ớt nó cay quá quý vị, giờ cay quá. Đó. Mình để cái này mình đừng có để mà dạng như mình để sát dưới quá lửa quý vị, nó sẽ bị chín ở ngoài nhưng mà nó không chín ở trong. Đó. Khổ lắm thấy không, mình để vừa gì lại được nè, thấy không. Đó. Chào cả nhà nha, đây cả nhà, đây là cái chạy mà nhân vừa mới trời ơi khói thì nhân vừa mới làm cả nhà, thấy không. Thì hồi nãy thì trời mưa, mưa lớn lắm. Đó, thì hôm nay vô rừng cắm trại nha, đó cả nhà thấy không. Đó, nhưng mà cắm trại nhưng mà vẫn đem theo lương thực nha, chứ không thôi chết đói trong rừng nha. Trời ơi, đó cả nhà nhìn thấy không, cái hiện trường quá trời quá đất luôn đây nè. Thì cũng sắp xong rồi, sắp chín thịt rồi quý vị ha. Lát mời quý vị cùng ăn chung với nhân nha. Này dành chơi cái chùm cái quý vị đó.
tóc dài quá không biết sao giờ. Bây giờ cuột lên cái chùm luôn. Đó. Có cái trại trên nữa không? À, mình che mưa để không thôi mưa bắt chặt là ướt mình hết luôn quý vị. Đó. Đây, nơi chỗ này thì nơi cô gái quyên sinh nha, trong rừng nè. Thấy không? Có mình anh chăng à? Trời ơi. Trong khi chờ đợi thì Nhân có đem theo một cây xúc xích cả nhà. Đói bụng quá. Giờ mình ăn ha. Ăn đỡ chút là mình ăn sườn nướng sau ha. Trời ơi. Cái gì? Giờ mời cả nhà nha. Sáng Nhân đi nhưng đem theo cũng đủ đồ hết nè. Trời ơi thét chân nè. Thích luôn. Ngon lắm như vậy. Không biết nào chín đây. Đúng rồi. Này hết dịch rồi bắt đầu Nhân đem đi. Cái đầu Nhân đi bị dũi luôn cả nhà. Đói đói quý vị. Cái chảo này là dưới quê á quý vị. À, lúc mà Nhân đi lên Sài Gòn để lập nghiệp á, mẹ bà gói vô trong cái tờ giấy báo á, trong cái bọc á, thì cho Nhân đem theo để mà chiên cá chiên cơm rồi ăn quý vị. Bây giờ nè, thấy không? Nhân đem theo tác nghiệp luôn. Rồi. Mình giao bọn luôn. Hai cái này. Rồi giờ Nhân quay lại cái máy lại cho cái nhà mình xem ha. Thịt coi tới đâu rồi. Trời ơi chắc đem dục quá. Thịt của mình nè, bắt đầu gỉ nước rồi quý vị. Đó, gỉ nước rồi nha. Thấy chưa? Trời ơi, cái này biết cái nào chín nổi trời. Nhìn thì thấy thèm rồi đó. Nhưng mà không biết khi nào mới được ăn đây. Thôi kệ gán đi. Đây qua dịch cũng ăn cũng mấy chiếc mấy miếng thịt này cũng chín nè cả nhà. Này, lửa này nó hơi bị yếu nè. Tàn than hết rồi quý vị ơi. Tình hình này căng lắm rồi nha. Rồi bây giờ mình ngồi mình trong giây phút chờ đợi cả nha. Bây giờ mình ngủ một giấc đi, chút xíu mình thức dậy mình ăn. Có mùi thơm rồi. Chà. Bây giờ mình chịu khó mình đợi quý vị ơi. Thấy chưa? Đây là thành quả của Nhân nha. Mấy tiếng đồng hồ ra nãy giờ 1 tiếng rưỡi rồi đó. Mà mấy cục thịt thấy nó vẫn còn nguyên à. Tình hình cái bộ căng lắm rồi. Rồi, mình chờ đợi tiếp quý vị ơi. Trời ơi. Quá ngon rồi quý vị ơi. Ha, thì sau 3 tiếng đồng hồ thì trong khi chờ đợi thì Nhân ngủ một giấc thì cuối cùng thì thịt cũng đã chín rồi quý vị, vàng hết rồi không? Trời ơi. Đây bây giờ mình chở cái đầu lại một cái ha. Đó, thấy chưa? Nó gỉ nước rồi thấy không? Ôi dồi. Cái này mà phải có thêm con gợi nữa ha. Có thêm mấy lon bia nữa quý vị. Trời ơi, tiếc là trong rừng hiện tại Nhân có mình nên nè. Trời ơi, buồn thiệt chứ.
Rồi bây giờ thì tầm khoảng 10 đến 5 phút nữa ha. Ủa bậy rồi, 5 đến 10 phút nữa thì bắt đầu dùng. Thì Nhân sẽ mời quý vị ha cùng ăn món sườn nướng ha, trong rừng. Đó, đây cô gái quyên sinh dặn người yêu. Đó, lát mời cô gái về ăn chung với Nhân luôn. Trời ơi, bả mà hiện lên cái chắc thôi tôi bỏ đồ tôi chạy hết luôn á. Rồi giờ mình đợi lát nha quý vị. Hấp dẫn quá. Đó, bắt đầu nó gỉ mở ra nè quý vị. Thấy chưa? Trời ơi, muốn nói chung thì mình nướng thịt đó quý vị. Nướng thì ai nướng cũng được. Nhưng mà nướng theo mà cục thịt mà nó vàng như thế này á là bắt đầu mình phải mất một cái quá trình. Đó, một cái quá trình là rất là dài. Đó. Cái gì cũng mất một cái quá trình đó quý vị. Đó. Thấy quý vị thấy cục này màu đen, thấy đen xì không? Biết sao đen không? Đó, tại vì nhân gớt nhân nướng sao gớt xuống đây nè. Cái nó đen gì đó. Đó, thấy chưa? Trời ơi, sắp chín rồi quý vị ơi. À, ngon quá. Ôi ôi. Đó. Hấp dẫn nha quý vị. Vậy là chín rồi đó, thấy không? Thì khi mà mình muốn nướng cái cục thịt vàng như thế này là mình phải lấy lửa như thế này nè. Đó, mình phải chờ 4 tiếng đồng hồ thì nó mới vàng như thế này. Còn mà mình gấp quá đó mà mình làm cho lửa nó cháy lên á thì cục thịt nó sẽ bị giống như là nói chung là nó đen xì à, khó coi lắm. Đó. Cái quá trình nãy giờ 4 tiếng đồng hồ đó quý vị. Trời ơi, đói bụng mà cầm cái máy nó rung luôn nè, thấy không? Thôi bây giờ mình dọn lên ha quý vị. Đó, bắt đầu mình ăn nha. Trời ơi. Đó, bây giờ chín nè, giờ mình gấp lên quý vị. Đây. Trời ơi, cái mình để lên đây ha. Đó. Thấy chưa? Đó. Trời ơi. Mất một cái quá trình mấy tiếng đồng hồ. Ê, sắp gớt rồi. Cái cây như vậy. Nướng lâu quá quý vị. Đó. Hấp dẫn ha. Ê ơi, rồi 6 giờ. 6 giờ. Hên quá. Đó. Còn cục nữa quý vị ơi. Trời ơi, cục này nó hơi bị đen nha. Tại vì nó bị gớt. Rồi, đó. Rồi thì bây giờ Nhân dựng máy lên quý vị. Còn chén nước chấm nữa. Nước chấm này mới ghê nha. Nhân bào chế chén nước chấm ghê lắm. Giờ công tác mình bào chế chén nước chấm để mình chấm mình ăn quý vị. Rồi thì bây giờ thành quả thì cũng đã xong rồi quý vị ơi. Giờ thì Nhân xin mời tất cả quý vị cùng ăn cái món sườn nướng với muối ớt ha. Ăn trong rừng sinh tồn. Trời ơi, sinh tồn. Hai tay bây giờ rung luôn quý vị. Trời ơi nè. Đây Nhân lấy nét đây. Trời ơi, cái gì vậy? Đây, cái gì đâu? Ủa, chấm đây nha. Chấm. Đây. Trời ơi. Ngon quá vậy? Mình ăn cái này phải kẹp theo mấy con rau nữa. Ngon quá vậy? Để em chỉnh cái máy để em cho đẹp đẹp tí quý vị. Máy thôi mời cả nhà nha. Giờ này Nhân mới ăn sáng á. Xương ăn là không kỹ chừng mắt xương quý vị. Rau á có mình lên nè. Trời ơi, phải giờ có cô gái nào nữa ngồi ăn nó đã gì đâu á, anh mớm chơi măng đó, em cắn một cái, anh cắn một cái hồi bà ấy bà hiện lên một mâm luôn. Rớt đất gì vậy? Gao rớt chấm. Đói bụng quá, sáng giờ chưa có ăn gì chăng quý vị. Tính đêm hai trái bắp nướng ăn nữa nè, mà chắc nướng không kịp rồi. Giờ này chiều luôn rồi quý vị. Trời ơi, quên đổi đồng hồ. Giờ này 4-5 giờ chiều rồi. 4-5 giờ chiều mới ăn sáng nha. Trời ơi. Ngon quá quý vị. Trời ơi. Ăn xong cái mình chắc ngủ một giấc rồi mình về luôn.
mặn chát rồi quý vị ơi. Thịt mặn quá. Nước vô mới được. Ngon quá. Đói bụng cơ nha, sáng chưa ăn gì. Thì cái kênh Nhân Trần TV này cái nha, thì Nhân làm về ăn uống ha, và săn bắt đồ đó, đi rừng đồ. Thì quý vị nếu mà muốn xem về đời sống hàng ngày của Nhân, cũng giống như là người dân xung quanh ha, cuộc sống đời thường đó, thì Nhân sẽ lấy cái kênh này Nhân quay. Còn những cái kênh khác thì Nhân để dành sinh lập cho cả nhà ha. Nhân có tất cả là 4 kênh: Nhân Trần TV, Tâm Linh TV, Thiện Nhân Vlog, Nhân Trần Tâm Linh. Thì 4 cái kênh đó được của Nhân nghe cái nha. Thì nói chung thì ăn vậy chứ cũng phải nói là chân thành cảm ơn tất cả quý vị ha, đã dành cái thời gian theo dõi đến cái giây phút này. Giây phút là thụ hưởng. Thì cái chỗ này của Nhân chạy về chỗ Nhân, chỗ Nhân ở tầm khoảng 20 mấy cây cả nhà. Thì đường đi thì đi đường đồng đường ruộng không à, cho nên là cũng không sao quý vị. Thì cũng có mấy chốt thì mình tránh mình nhé, nói chung thì đi đường tắt cả nhà ha, cũng không sao. Ngon quá. Tiếc là không có người yêu, không có gái cái gì, có gái ngồi cái bên ha. Ví dụ gì không? Đây em ăn thôi, ăn đúc cho em ăn. Trời ơi, em vừa mới tém cái dục cho học anh rồi. Thì đây là clip đầu tiên Nhân làm ăn uống ha, dân dã trong rừng. Thì nếu có gì sai sót thì cũng mong cả nhà thông cảm bỏ qua cho Nhân ha. Thì cả nhà xem video nếu thương mến Nhân thì khi xem video cả nhà cho Nhân một like và đăng ký kênh ha, để cập nhật những video Nhân đăng lên hàng ngày trên các kênh của Nhân ha. Cái này cứng quá quý vị ơi, đáng lý là phải có găng á, nhai được. Nhân cũng gì nhai cái này mà gãy cái găng. Trời ơi. Nhân làm cục nữa ha, còn 2 cục Nhân chừa lại tối Nhân về ăn cơm. Trời ơi, ăn không cũng quá quý vị. Bây giờ Nhân làm thêm cục nữa rồi Nhân xin tạm thời kết thúc video ở đây ha quý vị. Chừa 2 cục này tối về ăn cơm để tốn tiền mua đồ ăn nữa. Nó hơi mặn chút ha, nhưng mà mình gán ăn cũng được quý vị. Rồi. Thì video Nhân xin tạm thời kết thúc tại đây ha. Và Nhân cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành cái thời gian theo dõi. Thì cả nhà yêu mến Nhân thì đừng quên cho Nhân một like, ai bị chia sẻ vào group Zalo đó, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Thì cái kênh này Nhân xin lặp lại là Nhân sẽ làm về cuộc sống đời thường của dân dã của người miền Tây Nam Bộ. Thì cũng rất mong cả nhà thương mến Nhân ha. À, thì 2 cục thịt, thì 2 cục này Nhân chừa lại lát Nhân về Nhân tối Nhân ăn cơm đỡ tốn tiền quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp cả nhà những video sau.